ベトナム語ニュースを聞き取る訓練第2回コロナ後の旅行再開今回は4回シリーズの第3回目になりますそれでは張り切っていきましょうまずは通常スピードで1回聞いてみましょう hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. Hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. 1回聞いてみましょう Hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. Hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. 現時点でパンデミックはまだ収束する兆しが見えていませんがアフターコロナの生活はこれまでとはかなり異なるものになるであろうことを私たちは全員認めなければなりません。

một điều, một điều, một điều, một <laughs> cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống. một <laughs> covid một sự 19 hậu COVID-19. một sự thật, một trước đây. một sự thật, một Corona Corona後. trước đây trước đây, trước đây. これまで、今まで。比べると何々とは異なる。もう一度本文を確認しましょう。 現時点でパンデミックはまだ収束する兆しが見えていませんがアフターコロナの生活はこれまでとはかなり異なるものになるであろうことを私たちは全員認めなければなりません。

Hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. Hiện thì dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng chúng ta đều phải nhìn nhận một điều rằng cuộc sống hậu Covid-19 sẽ rất khác so với trước đây. それでは、次回の番組でまたお会いしましょう。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディーがお送りしました。